chào các bạn. Sorry. Xin chào, hôm nay là mình sẽ nấu món bún riêu tại nhà. Và mình sẽ nấu theo cách cho mấy bạn có thể là ăn giảm cân hay tăng cân. Hoặc là mấy bạn muốn giữ cân thì mấy bạn cứ nấu theo một công thức này. Thì mấy bạn không mang hơi hướng là phải ăn kiêng mà vẫn ăn được cái món mình thèm. Mình chỉ chỉnh một xíu trong cách nấu thôi. Rồi, đây là mình mua nguyên liệu gồm có là mình mua 3 lạng cua xay thì có giá là 20.000 ở trong siêu thị. Và mình đã lọc, mình lấy nước thì cái này mình không phải lọc qua rây đâu mấy bạn. Mình lọc nước xong rồi mình để nó hơi lắng xuống rồi mình đổ ra thì cái thịt cua xay này nó vẫn chảy ra, nó vẫn ra đây thì mình đỡ phải lọc bằng rây, mình chỉ cần gạn thôi. Rồi mình sẽ lấy nhiêu đây nước. Nói chung là không ít đâu, tại vì tí còn đồ ăn nữa. Xong đây là vì sao mà mấy bạn có thể ăn kiêng được, thì đây là đậu hũ non. Mình mua một cây, mình và ra ăn hai người thì mỗi người ăn nửa cây. Thì thay vì là bình thường mọi người sẽ ăn đậu hũ chiên và cho cái món này bánh đa cua hay là bún riêu á, thì sẽ nấu bằng đậu hũ chiên thì cái đó hơi nhiều dầu, thì mình chỉnh lại là mình nấu bằng đậu hũ non thì cái này nó tươi, nó không có dầu mỡ và tí nữa nó sôi lên thì mình chỉ việc đổ vô thôi. Và mình sẽ có là đây là cà chua mình sắc hạt lựu ra thì để cho nó chua chua mà nó dễ ăn. Thường ở ngoài tiệm thì người ta nấu là cà chua sắc ra thành muối á, thì cái đó thì nó to quá mà mình cũng lười cắn cái đó nên mình cắt nát ra luôn. Rồi đây là hai con cua mình mua ở siêu thị và nhân viên đã làm sạch và cắt ra giùm mình, và Ryan mới dùng cái chày để đập nè mấy bạn thấy càng to không nè. Cua này là 450 một ký, thì hôm nay coi như là cuối tháng ăn mừng Halloween nên là mình mua hai con này hết 320.000. Thì cua này rất là nhiều thịt luôn. Mình thấy thay vì mấy bạn đó đi xa đi ra tiệm mà ăn tô bánh canh cua 300.000 mà được có hai cái càng cua, thì mấy bạn nên mua về nhà và tự nấu ăn với gia đình thì rất là tiết kiệm tiền nếu mà mấy bạn mua về nhà nấu. Bởi vì là nó hơi mất công một xíu nhưng mà nó vừa sạch nè, mấy bạn vừa ăn được nhiều. Cái cua là 4-5 người ăn á, mà tại anh ăn nhiều thôi. Ừ, và mấy bạn sẽ gọi là tiết kiệm và ăn đồ sạch cho cơ thể nè, an toàn vệ sinh thực phẩm nè, và nói chung là tăng tình cảm gia đình. Thì được cái là mình mua cua ở trong siêu thị Landmark 81 thì nó làm cực sạch luôn. Nó cắt ra, cắt dây ra, xong rồi mấy bạn nó còn lấy cái bàn chà á, mấy bạn chà sạch con cua nên là cua mua về ăn nó không bị ca, nó không bị tanh, mà cua này cua còn sống nha, nãy mình cắt ra nó còn bò mà. Rồi còn lại thì món này mình sẽ ăn chung với rau muống luộc. Mấy bạn có thể ăn chung với rau muống bào hoặc là bắp chuối bào hoặc là các loại rau thơm với giá trộn lên rồi trộn nhau, nhưng mà mình ăn ở nhà và mình thích ăn rau muống nên mình sẽ dùng rau muống luộc. Còn đây là bún, đây là một nửa của nửa ký là 250g bún để cho mình và ra ăn, tại chủ yếu là món này rất là nhiều rau và đồ ăn nên là mình bỏ ít bún như thế thôi. Với lại bún thì rất ít calo nên các bạn có thể ăn gọi là ăn nhiều nó no nhưng mà nó không gọi là tăng mỡ nếu mà mấy bạn nấu theo cách này. Và giờ thì mình sẽ đi băm tỏi. Nếu mà mấy bạn nào mà làm bếp thì biết rồi, nếu mà mình nấu cua hay là nước lọc cua để nấu canh cua hoặc là bún riêu như thế này thì khi mà cái nước cua này mấy bạn lọc xong á, mấy bạn cho khoảng một xíu muối vô, khoảng một tí thôi, khoảng bằng đầu móng tay như thế này thôi, để vào thì tí nữa cái này nó sẽ bùng lên và thịt cua nó sẽ nổi tạng lên, nó sẽ không có bị tơ, nói chung là nó sẽ thấm gia vị đó mấy bạn. Nếu mà nhà bạn nào mà muốn ăn thêm thịt heo thì có thể bỏ là móng heo, giò heo rồi xương vào, nhưng mà nếu mấy bạn nào mà đang giảm cân thì đừng nên ăn giò mỡ mà hãy chuyển ra ăn giò nạc, và đừng nên ăn móng heo bởi vì là cái đó rất là mỡ, nó tàn da với mỡ không à.
nó rất là ít thịt, mặc dù nó rất là ngon. Nhưng mà mấy bạn ăn riết theo kiểu mà ăn kiêng kiểu này á, thì mấy bạn sẽ không ăn được mấy đồ mỡ. Nó thành cái cơ chế tự nhiên cho mấy bạn rồi. Đây nè, mình đang nấu, đợi nước riêu cua sôi nè. Bây giờ mình sẽ xào cà chua. Cái đồ bóp càng bóp nó mà cong luôn, cái đồ bóp càng hư luôn, cái đồ bóp càng luôn. Các bạn nấu cái này các bạn cho nhỏ lửa thôi, nếu không nó sẽ bùng lên, nó sôi, nó chèo ra bếp hết đó, nó chèo hết cái ấy thì bếp nó dơ, mình mất công lâu hơn. Các bạn cứ nấu riu riu lửa đi nè, bóc khoảng một ít muối này vô thôi. Và nếu các bạn ăn cái này mà bạn nào ăn được mắm tôm á thì mình nêm cái món bún riu này bằng mắm tôm luôn thì rất là thơm. Còn nếu ai không ăn được mắm tôm thì nêm kiểu bình thường. Ô may quá, nhà mình có quả chanh này, tí mình có thể nêm vô. Mình sẽ phi tỏi để xào cà đổ vô cho nó đẹp. Các bạn có thể xào cà cho nó hơi vàng một xíu, rồi các bạn hãy đổ vô nước thì nó đẹp hơn. Chứ các bạn không nên dùng màu từ cà ri hay màu điều thì nó rất là mỡ đúng không anh? Béo đúng không? Nói chung là cái món nào mà không có màu, cái màu hơi vàng vàng, hơi nâu nâu, hơi đậm màu một xíu hấp dẫn thì nó sẽ béo các bạn hơn. Đó. Rồi bây giờ chảo đã nóng rồi, mình chỉ cần cho một xíu dầu ăn vô thôi, chưa tới một muỗng đâu. Tí tì thôi. Rồi mình cho tỏi vô nè. Các bạn cho tỏi hơi vàng tí nha. Các bạn biết sao mình dùng cái muỗng để mình làm cái này không? Để tí nữa mình sẽ múc, dùng cái muỗng này mình múc luôn cà chua qua đây luôn. Đỡ. Cua rất là tươi luôn mấy bạn, tươi trắng thịt mà cua này lên thơm lắm, nó cũng có gạch nữa. Cua này là cua thịt nhưng mà gạch nó cũng tương đối. Rồi sau khi tỏi thơm, anh nghe mùi tỏi thơm chưa? Quá. Rồi xong chúng ta sẽ cho cà chua vô. Mấy bạn nhớ là thay đậu hũ non bằng thay đậu hũ chiên bằng đậu hũ non nha. Mặc dù là đậu hũ chiên thì ăn nó ngon hơn nhưng mà hãy kiềm chế vì chúng ta không muốn tăng mỡ đúng không nào. Như thế này thì nó sẽ mau mềm, mau thành nước sốt hơn này. Rồi cho một chút muối vô. Lên. Mấy bạn nấu cho cà chua nhừ ra cũng được, hoặc là cà chua còn nguyên miếng cũng được. Mình thì mình thích cái nước vàng nên mình sẽ nấu cho ra nước cà chua rồi mình đổ qua bên kia luôn.
đó là cách làm màu của mình, làm màu bằng từ cà chua chứ không phải là làm màu từ cà ri hay dầu điều. Rồi trong lúc đó thì mình sẽ đợi để mình cắt hành lá để tí ăn. Anh đói chưa? Các bạn nhớ nếu mà mua rau sống ở ngoài chợ thì nên cẩn thận kỹ lưỡng, nên dùng các dung dịch nước rửa rau hoặc là rửa nước muối. Các bạn nên mua muối hột sẽ đỡ heo hơn là muối iốt mà muối nhuyễn á. Cái đó là kinh nghiệm của mình thôi. Thì món là món nước nên là mình sẽ không nêm ớt vào món nước, bởi vì là nếu mà có ai ăn hoặc là mấy em nhỏ ăn thì nó sẽ bị sặc, nên là mình sẽ bỏ chén nước mắm ớt vào ngoài. Màu cà chua nó bắt đầu ra rồi nè bạn, rất là vàng, rất là đẹp luôn. Nhưng mà chúng ta nấu thêm cho nó nhừ ra, giống như mấy bạn làm nước sốt ăn mì ý vậy á, nó sẽ đẹp hơn. Cua bên này nó đã gọi là nó bồng lên rồi nè, mấy bạn thấy không? Thấy trắng trắng không? Đó, nếu mấy bạn bật lửa to là nó sẽ trào ra bếp đó. Rồi khi nó trào lên như thế này thì các bạn nên giảm lửa xuống, nếu không nó sẽ trào ra nhanh lắm. Thơm lắm mấy bạn, đồ tươi nó rất là thơm, nó không có vị khai của cua. Trong lúc này thì mình sẽ chuẩn bị nước mắm, bởi vì là mấy này nấu sôi lên mình nêm lại là đã ăn được rồi đấy. Mới có 14 phút trôi qua thôi. Này mà chiên đậu hũ thì nó sẽ lâu hơn nữa. Nè mấy bạn, cua nó lên nó ra nước vàng trong và nó thịt cua nó đã thành tảng rồi, để mình dơm lại cho mấy bạn coi. Em thấy không? Đó, nước vàng trong nè. Đó. Và mấy bạn thấy nước sốt cà chua của mình sôi sùng sục chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp bên nó. Cho cà chua ra bên đây. Màu cực kỳ tươi luôn mấy bạn. Màu cà chua tự nhiên. Rồi, mấy bạn đã hiểu vì sao mà mình làm cua mình cho ít nước chưa? Để cho nó thịt cua, nó ngọt cua. Rồi mình sẽ rửa cái chảo này. Nếu bạn nào mà thích ăn ngọt nước hơn á, các bạn có thể là cho thêm củ cải trắng nữa, nhưng mà mình nghĩ là không cần đâu.
Rồi bây giờ mình lại đổi bếp lại để cho mấy bạn dễ theo dõi nha. Đây, đổi qua đây. Mấy bạn thấy cái nồi của mình đẹp không? Màu tự nhiên luôn á. Rồi mình sẽ bật bếp lên. Mình để nắp vừa thôi, nếu không nó sẽ sôi bùng lên đó mấy bạn. Nên để riu riu. Và lúc này chúng ta cho xương vô nè. Xương. Rồi. Rồi chúng ta cho cua vô luôn. Đó mấy bạn thấy cua nhiều không? Mấy bạn đừng đậy vung nhé, đậy vung nó sẽ bị chào đấy. Mình sẽ rửa cái đĩa này để ráo tí múc cua ra ăn. Rồi xong. Nên để lửa từ từ thôi, nó không nó sẽ chèo. Làm một chén nước mắm. Rồi cắt chanh. Các bạn nhớ khi xài kéo nấu ăn á, các bạn xài xong đừng để như vậy, nó sẽ bị xít. Mấy bạn để như vậy, rửa sạch và để như vậy này. Đó. Đấy, mấy bạn thấy sáng hơn chưa? Giờ mình sẽ bắt bếp để luộc bún và luộc rau nhé. Dùng cái chảo hồi nãy luôn. Đây. Rau này mấy bạn có thể cắt khúc ra hoặc là các bạn cắt nhuyễn, giống như là khi đi ăn ở ngoài á, mình thì mình sẽ cắt nhuyễn cho nó bọ gọn trong tô và dễ gắp, nó không có bị dây này dây kia. Các bạn sẽ hỏi là sao rau hôm nay ít, nhưng mà không phải là ít mà là ăn tới đâu làm tới đó. Bởi vì nồi này mình nấu lên mình nghĩ chắc là được 4 tô đấy, nên sẽ ăn thành hai bữa. Bây giờ là 12 giờ, xong rồi ăn, xong rồi ngồi tí 2-3 giờ đói rồi lại ăn thêm tô nữa. Bởi vì ăn bún rất là mau đói. Rồi cái nước này mình sẽ dùng để trụng rau và trụng bún luôn. Nếu bạn nào mà muốn ăn bún xanh á, thì luộc rau trước. Bạn nào mà muốn ăn bún trắng á, thì luộc rau sau. Tại vì nấu chung nồi mà nó sẽ lan cái màu ra. Mình chắc mình sẽ làm bún xanh. Và cái này là mà đây là đậu hũ non hồi nãy một cây. Mình mua 7.500 đậu hũ ông Kim, giờ mình sẽ đổ vô đây luôn. Wow, đẹp quá. Là riết là mình tự kỹ hơn, cao hơn đây, là mình nấu ăn nhiều và ngồi tự kỹ trước máy quay nhiều hơn. Anh cười gì mà nhìn đau khổ vậy anh? Em nói cười. Nếu mà mấy bạn chưa ăn rau liền á thì không cần trụng, nhưng mà giờ là gần tới bữa rồi nên mình trụng rau trước luôn. Rồi mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh để cho rau nó xanh. Cái này các bạn nào biết nấu ăn là bạn biết rồi.
Đây mấy mẹ, nó đang sôi lên nè. Mẹ có thấy nó chuyển động không? Đó. Nước bên này cũng chuẩn bị sôi rồi. Mình sẽ cho một chút xíu muối vào để luộc rau cho nó xanh. Sôi bùng lên chúng ta mới cho rau vô mấy bạn, lúc đó mới là lúc luộc rau xanh đó. Wow, mua rất là nhiều thịt luôn, nguyên một bảng thịt luôn rồi mấy bạn. Cái này đi ăn ngoài làm gì được nguyên một tảng cua như thế này. Nó toàn trộn với thịt lại xong nó làm thành một cục, nó sáng cho mấy bạn. Tính ra là toàn thịt không, cua thì ít. Nói chung là để cách công đi từ đây sang quận 6, quận 8 gì đó, ăn bánh canh cua 300 ngàn hay ăn cua 600 ngàn thì thôi, mua về nấu cho cả gia đình ăn nó vừa vui nó vừa tình cảm đúng không? Món này còn thiếu là bạn nào thích ăn huyết thì bỏ huyết vô nha. Mình thì đã không ăn huyết nên mình không mua. Mình cũng thích ăn huyết lắm. Hay có mùi thơm rồi đó. Ừ, tại có tỏi phi mà. Nhưng mà nó phải sôi hơn nữa. Mấy bạn sẽ bảo là sao mình không chuyển cái nồi to hơn. Chuyển cái nồi to hơn thì mấy bạn sẽ có theo dõi và nó sẽ nó ít hơn, nhìn nó không có đầy như thế này. Cảm giác. Rồi bây giờ nước sôi lên rồi nè mấy bạn. Mấy bạn thấy nước sôi không? Giờ mình sẽ cho rau vô. Đều lên. Nếu mà rau muống này á mà mấy bạn luộc mấy bạn vớt ra nhanh quá thì nó sẽ bị thâm, vớt ra trễ quá thì nó sẽ bị nhũ, nên chúng ta canh nó vừa được một cái là vớt ra. Mấy bạn yên tâm đi, cứ làm thất bại nhiều lần đi rồi sẽ biết cách canh. Bây giờ mình không biết diễn tả làm sao luôn. Trong lúc đó mình sẽ cắt chanh nhé. Rất là mỏng, chanh rất mỏng và mọng nước mấy bạn, chanh giấy. Rồi đây là thời điểm nè, nó sôi bùng lên một cái là mấy bạn vớt ra ngay và đi rửa nước lạnh thì nó sẽ được xanh. Này cắt nhuyễn ra rồi vớt hơi mệt mỏi đây nên phải giảm lửa xuống, nếu không nó sẽ bị nhũ. Rau cực xanh luôn, nhưng mà phải đi rửa nước thì nó mới giữ được độ xanh được. Hoặc là ngâm nước đá, cứ dồn nước lạnh vô. Hồi trước á mình đi học lớp 12 cái sau mày đi qua nhà bạn ôn thi, nó nấu cái nước á, chè xanh á mấy bạn, nấu từ lá chè tươi á, nấu nước nóng lên xong rồi có một bình đá dội vô cái bình đó là cái nước chè từ màu vàng chuyển sang màu xanh, nó cây rất là đẹp luôn.
màu trà xanh, đúng nghĩa trà xanh luôn. Nếu mấy bạn mà không tận dụng cùng một nước luộc thì các bạn có thể đổ ra rổ cho nó nhanh, nhưng mà mình sẽ tận dụng cái nước này để mình trụt bún nữa. Rồi mình sẽ tạm dừng video ở đây nha, hết thời lượng rồi. Ôi nãy giờ nó đã sôi rồi nè mấy bạn. Mấy bạn thấy nước vàng màu tự nhiên không? Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nêm nêm nhé. Mình sẽ nêm mặt muối với hạt nêm. Còn nước mắm mình đã để ra chấm rồi. Đó, mấy bạn thấy màu vàng tự nhiên không? Chấm mắm nhưng mà đâu phải ăn muối tiêu chanh ớt rồi. Đúng rồi anh. Rồi. Chanh là bạn bỏ vô bún á. Rồi, đũa xong, muỗng xong, chưa? Mắm xong. Lau đũa. Đũa khô chứ. Nè mấy bạn, mấy màu tự nhiên không? Rồi bây giờ mình sẽ trình bày một tô của Ryan để Ryan bắt đầu review nha. Cái này mình nêm nhạt thôi, để ví dụ như là cần muốn ăn thêm mặn thì mấy bạn có thể ấy được. Và cái gạch nó màu vàng dễ mềm luôn đó. Mình sẽ nếm thử để coi vừa chưa, nấu nãy giờ là cà chua đã nhuộm mềm rồi. Vừa rồi mấy bạn, nè mấy bạn thấy không, bún mình trộn chung với nước luộc rau nè thì nó sẽ có hơi hơi màu xanh như thế. Đấy là cách làm màu tự nhiên cho món ăn nó tươi mấy bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp nha. Rồi trình bày cho giống ngoài tiệm nè. Nè mấy bạn thấy cái càng to chưa? Đó. Nè đây, cho một cái mai lên cho nó đẹp. Quà đẹp ha. Tự sướng luôn. Rồi bây giờ bắt đầu múc nước lèo. Còn phần còn lại để tí ăn tiếp thì múc ra tiếp cho nó nóng mấy bạn ạ. Đây mình sẽ múc cà chua và thịt cua. Đậu hũ đầy đủ. Ryan sẽ không ăn xương đâu. Cái này đúng nghĩa là bún riêu cua luôn đó mấy bạn. Nhưng mà mấy bạn nên cho thêm cho một xíu xương cho nó ngọt. Rồi bây giờ chúng ta rắc ít hành lên và rưới lên. Anh ơi bưng giùm em cái tô nào lên. Ôi mẹ ơi. Đó. Trời ơi, con này là để nhất xài thành luôn rồi. Đó. Chưa, đã chưa. Sao review luôn hả? Review đi. Anh ăn. Quen xong nha. Anh ăn trước đi. Rồi, chụp hình đã. Trời ơi, nó đẹp quá à. Đó, chanh, ớt, đồ đầy đủ. Wow. Đây, kia ai nhận gì coi nha, nhận. Rồi, đó. Con cua nó nhìn ăn kìa. Đẹp phải. Wow, ngon quá. Rồi. Sáng thôi, đây, review. Chan một xíu nước mắm ớt vô mới ngon. Chan nước mắm ớt bắt chanh. Cái này các bạn sẽ chan một chút nước mắm ớt vô đây nha. Chan một chút nước mắm ớt vô. Chúng ta chan một chút nước mắm ớt vô. Đấy. Rồi, chúng ta bắt chanh vô. Đó, bắt một miếng chanh bự gì luôn. Vừa thôi. Rồi, đừng có chua quá. Rồi, có quen đâu, anh bưng ra luôn nha. Đây, từ từ, anh cứ làm đi.
Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Ồ, con cua nè. Wow. Con cua to quá. Giờ mình sẽ ăn như thế nào với cái món này, nó rất là ngon. Quá hấp dẫn đi. Nên là món ăn này quá hấp dẫn đi. Không có dầu mỡ nha. Trời ơi, gần không có dầu mỡ luôn. Tươi. Có một xíu dầu. Đây, nó xuống. Chụp hai con cùng lúc luôn. Cái tô của anh em này đẹp mà cuối cùng anh ấy. Đó, hai tô của anh em này đẹp. Đó, thành cái chụp hình nhà cúng, ta sẽ chụp bớt cái này còn nữa. Đẹp. Trời ơi, nó đẹp gì đâu. Trời ơi. Đó, đây là bánh canh cua. Bánh canh cua. Bún riêu cua. Rồi. Ngon lắm, cái này còn nhiều đây nè. Rồi. Còn xuống thưởng thức nha. Rồi đây nha. Các bạn ăn cái đậu chút miếng. Ngon quá. Ăn một miếng riêu cua. Nó bút cho đẹp vậy thôi chứ mình sẽ gắp ra đây để cho nó cái nguội bớt mình đi ăn. Nguội nó ngon. Ăn miếng cua. Đây, cua bẻ càng sẵn rồi. Gắp miếng thịt. Nào, bỏ cho cua ra. Mình ăn vậy. Cẩn thận, phải cẩn thận đừng không để hấp vô mấy cái vỏ cua. Đó, bên trong này nó có cái gạch cua này các bạn. Đây, thiếu một thứ. Cái này mấy bạn ăn nếu mà cho mắm tôm được. Mình đây rau trùng. Ồ, đúng rồi, có rau trùng. Thêm một chút rau trùng. Chấm chút mắm. Ngon luôn. Ăn rau nhiều lên cho no nha mấy bạn. Trời ơi, ngon lắm luôn các bạn. Rồi, chúc các bạn ăn ngon cái món này nha. Trời ơi. Trời ơi, cái ngàn cua. Nói này. Có một câu rồi chúc người ta vậy hả? Tính calorie đi. Sao tính con cua này nó đâu không được đâu. Ăn cua rồi. Cái này... ăn món này có lo mập không? Ăn món này nó không lo mập đâu, các bạn yên tâm mà ăn nha. Sao vậy? Cái này calorie ở đâu có nhiều. Thịt trong con cua ít lắm. Vỏ nó nặng hết một nửa 50% trọng lượng nó rồi. Và thịt cua nó cũng không như là thịt gà, thịt heo đâu. Calorie ít lắm các bạn ơi. Các bạn cứ ăn đi nha. Ngon lắm, trời ơi, quá nhiều ngon. Nhưng nếu nấu bằng mỡ heo với tóc mỡ thì sao? Nấu bằng mỡ heo, tóc mỡ khác. Tại vì máy đó là lượng mỡ rất là cao. Rồi các bạn có thể yên tâm nấu món này cho đỡ thèm và không lo tăng mỡ. Ngon quá. Làm để lo ăn rồi không lo review cho các bạn nữa. Nó quá ngon đến mức mà chúng ta sẽ rất khó có review cái món này nè. Cận cảnh xem nè. Nó quá ngon đi. Nhìn mấy thịt cua nè. Các bạn biết là sao mà tôi những khi mà ăn ngon thì tôi hạn chế review cho các bạn không? Các bạn chỉ cần nhìn thôi, không còn nghe tôi nói thôi. Đó, mình chỉnh màu đó. Sáng lên, các bạn đã thấy màu thực tế chưa? Đó, các bạn có thấy nó cua nè. Các bạn thấy nó xanh đó. Không? Rồi các bạn hãy nấu món này nha. Hãy nấu. Món gì thì đâu có cần phải review đúng không các bạn? Nó ngon, các bạn chỉ cần nấu và ăn thôi. Không còn một cái từ ngữ gì để mà phải review nữa. Tôi cạn lời, cạn từ rồi. Vừa không, vừa không? Quá ngon. Rồi, chúc các bạn ăn ngon miệng. Chúc các bạn nấu món này thành công nha. Nóng luôn á. Mình làm món này là tổng cộng là 45 phút vì ngồi tám đó. Rồi, bye bye các bạn.